Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 13 của Đấu Đế Đại Lục, 5 người áo đen đã bắt trói hai người Tiêu Lập và Tiêu Long. Tiêu tộc bị phá gần như nát nhà. Tiêu Vô Thiên và đám trưởng lão cũng không dám bật 5 tên áo đen. Chuyển sang tập 14 của Đấu Đế Đại Lục. Lúc này Tiêu Viêm đang bên trong khu di tích hỗn độn hấp thu thiên hỏa hỗn độn thánh diễm thứ 18. Tiêu Viêm đột phá từ đấu đế 2 sao sơ kỳ sơ cấp lên đấu đế 2 sao sơ kỳ đỉnh phong. Trở lại chỗ 5 người áo đen đang đứng gần khu di tích hỗn độn. Họ khẳng định thằng Tiêu Viêm đang ở tiêu tộc. Khi một tia linh hồn của họ cảm nhận được Tiêu Viêm đang ở chỗ này, nên một người áo đen cho rằng ở chỗ này có một không gian khác. Trở lại với Tiêu Viêm bên trong không gian khu di tích đã mở mắt ra. Hắn nên gọi vợ Tiêu Kỳ đang tu luyện mau tỉnh lại. Hình như 5 người áo đen đã phát hiện ra chỗ này. Tiêu Kỳ hỏi chuyện Tiêu Viêm có cảm nhận được ông Tiêu Lập bên ngoài không. Khi cô dùng linh hồn không cảm nhận được Tiêu Lập. Do đó Tiêu Viêm dùng linh hồn cảm nhận về Tiêu Lập và Tiêu Long vẫn còn sống. Nên hắn kể lại với Tiêu Kỳ là hai người Tiêu Lập và Tiêu Long chỉ bị thương. Lúc này Tiêu Viêm đề nghị Tiêu Kỳ mau lấy la bàn ra. Còn Tiêu Viêm trên tay đã xuất hiện cây kiếm dị hỏa hằng cổ xích. Tiêu Viêm dặn Tiêu Kỳ hãy xem tọa độ dịch chuyển đến điểm đánh dấu tại núi Thiên Ma. Còn Tiêu Viêm đi cầm chân 5 người áo đen đang tiến vào khu di tích hỗn độn. Trở lại với 5 người áo đen đã đi vào khu di tích. Tiêu Viêm đã chém một đường lửa thiên hỏa vào 5 người áo đen. Người áo đen dùng tay đánh bay lửa thiên hỏa của Tiêu Viêm, khiến tên áo đen lùi lại về phía sau. Vì vậy Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã dùng la bàn dịch chuyển đến dãy núi Thiên Ma. Người áo đen ra lệnh cho 4 người áo đen còn lại mau cho người gian ảnh truy nã tìm Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ. Trở lại với Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ ở một chỗ tại núi Thiên Ma. Hắn dự đoán 5 người áo đen là người của ma tộc, nhưng không rõ 5 người áo đen này thuộc chi nhánh nào của ma tộc. Tiêu Viêm được Tiêu Kỳ nói chuyện chỗ họ đang đứng hiện tại rất sâu của núi Thiên Ma, nên Tiêu Viêm cầm lấy la bàn của Tiêu Kỳ. Hắn phát hiện la bàn đã bị hỏng khi dùng năng lượng quá nhiều. Tiêu Viêm đề nghị Tiêu Kỳ hãy đến khe suối Lam Đức tắm rửa sạch sẽ cho thơm tho. Sau đó cô hãy cùng hắn đi ra khỏi Đế Châu. Chứ con gái con nứa gì mà hơi khai khai. Hiện tại Tiêu Viêm tính toán đi đến ma tộc chi nhánh một đưa lệnh bài huyết ma phù. May ra mới cứu được tiêu tộc. Trải qua một thời gian Tiêu Kỳ làm xong việc cá nhân của mình. Cô kể sơ qua về lộ tuyến đi qua dãy núi Thiên Ma khỏi Đế Châu. Nên Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ khởi hành đi luôn đến vùng đất Đế Nguyên Châu. Thanh niên Tiêu Viêm đã di chuyển tốc độ bàn thờ trên bầu trời, khiến Tiêu Kỳ phải lùa theo Tiêu Viêm. Tiêu Kỳ phát hiện Tiêu Viêm đã hơn cấp độ của mình. Tiêu Viêm trình bày hắn là đấu đế 2 sao sơ kỳ đỉnh phong. Trải qua một thời gian di chuyển, Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã dừng lại tại một hang động. Tiêu Viêm cho Tiêu Kỳ mau nghỉ ngơi chứ hắn không làm gì đâu. Tiêu Kỳ đã khoanh chân ngồi tu luyện. Còn Tiêu Viêm đã lấy một số cây cỏ ra chế tạo một số loại thuốc. Hắn đã truyền âm Trảm Lão về các bài thuốc chữa thương. Nhưng Trảm Lão giận Tiêu Viêm, vì Tiêu Viêm khi nào có việc mới nhờ ông trợ giúp. Tuy nhiên thanh niên Tiêu Viêm dỗ Trảm Lão lớn rồi còn giận như trẻ con, nên Trảm Lão đưa cho Tiêu Viêm một số bài thuốc. Tiêu Viêm đừng làm phiền ông nữa. Do đó Tiêu Viêm đã lôi nồi đốt thuốc diễm mộc đỉnh ra. Hắn bắt đầu cho lửa hỗn độn thanh diễm vào các loại cây cỏ chế tạo thuốc. Ở diễn biến tiếp theo, Tiêu Viêm đã chế tạo rất nhiều thuốc tên là dịch liệu đan. Hắn cất toàn bộ số thuốc vào chiếc nhẫn đeo trên tay. Tiêu Viêm đi ra cửa hang động phát hiện trên bầu trời có sấm chớp. Tiêu Kỳ đi đến đằng sau lưng Tiêu Viêm cho biết khả năng các con ma thú sẽ bạo loạn xảy ra xung đột. Vì vậy Tiêu Viêm từ hang động đá phi ra ngoài xem các con ma thú sắp bạo loạn ở chỗ nào. Hắn đã vác một tảng đá chắn ngang cửa hang động không cho ma thú phát hiện. Để Tiêu Viêm tắt lửa tối đen với Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm đưa cho Tiêu Kỳ một số loại thuốc kích thích chữa thương. Tiêu Kỳ lấy thuốc và bỏ vào mồm. Tiêu Viêm phát hiện trên cơ thể Tiêu Kỳ cũng có thiên hỏa. Tiêu Kỳ cũng kể luôn về thiên hỏa của mình xếp hạng thứ 21 thiên yêu diễm. Hiện tại bên ngoài dãy núi Thiên Ma, các con ma thú đang vào loạn chạy khắp nơi đánh nhau, khiến thành phố Ma Vân Chấn gần núi Thiên Ma đã bị phá hủy. Hiện tại 5 người áo đen xuất hiện tại Ma Vân Chấn. Họ đang cay khi không phát hiện cặp đôi Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đang gian díu ở chỗ nào. 4 người áo đen cho rằng Tiêu Viêm đã chạy vào núi Thiên Ma. Nhưng một người áo đen lại sợ Tiêu Viêm tiến vào núi Thiên Ma đã bị ma thú bạo loạn giết chết. Tuy nhiên 5 người áo đen nhận lệnh của cấp trên tổ chức của mình là phải tìm được Tiêu Viêm dù sống hay đã chết lạnh toát. Trở lại với Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đang bên trong hang động, Tiêu Viêm cảm nhận được ma thú bên ngoài phá tảng đá bịt hang động.
Hắn cho em gái Tiêu Kỳ vào tư thế 69 sẵn sàng chiến đấu với ma thú. Tiêu Viêm đã vác cây kiếm 200cm cầm trên tay di phả hằng cổ xích. Đôi lúc này một con ma thú đã phá nát cửa đá hang động. Tiêu Viêm cầm cây kiếm phang một phát vào đầu con ma thú, khiến con ma thú chảy máu chết luôn tại chân. Vì vậy các con ma thú khác phát hiện Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đang ở trong hang động. Bọn ma thú đã phi đến chỗ hai người Tiêu Viêm. Tiêu Kỳ trên tay cầm một cây thương phóng lợn. Tiêu Kỳ phi ra ngoài hang động cầm phóng lợn chọc chết một con ma thú. Tiêu Viêm la to Tiêu Kỳ mau trở lại hang động. Một con ma thú đầu đế 4 sao cường thứ đã xuất hiện chỗ Tiêu Kỳ. Nhưng Tiêu Viêm phi đến tay cầm kiếm chém vào đầu con ma thú đầu đế 4 sao. Con ma thú trên đầu có lớp giáp quá dày, khiến con ma thú không bị làm sao hết. Tiêu Viêm di chuyển đến chỗ Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nói nhỏ với Tiêu Viêm, hai người hãy dùng khả năng di chuyển cơ động của mình xem đánh được con ma thú này không. Nên Tiêu Viêm đã di chuyển biến mất. Con ma thú đầu đế 4 sao đã không cho các con ma thú khác vây bắt Tiêu Viêm, mà nó di chuyển luật theo Tiêu Viêm dùng đuôi vụt Tiêu Viêm, khiến Tiêu Viêm bay về phía sau phọt máu mồm trên. Tiêu Viêm đã cắn một ít thuốc vào mồm chữa thương. Trở lại với Tiêu Kỳ tay cầm phóng lợn chọc vào cơ thể con ma thú đầu đế 4 sao. Nhưng Tiêu Kỳ không có đồ xuyên giáp, nên cô không phá được lớp vảy trên người nó, mà con ma thú đầu đế 4 sao dùng đuôi vụt một phát vào người Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ bay về phía sau. Tuy nhiên thanh niên Tiêu Viêm đã bay đến đỡ lấy em gái Tiêu Kỳ đang bị ngất hôn mê. Vì vậy Tiêu Viêm đã bế Tiêu Kỳ cắm đầu chạy trước con ma thú đầu đế 4 sao. Hắn đã đặt Tiêu Kỳ tại một chỗ ẩn nấp. Tiêu Viêm dùng cây che cho Tiêu Kỳ khỏi bị lộ. Sau đó Tiêu Viêm xuất hiện trên bầu trời. Khi con ma thú đầu đế 4 sao cường thứ lùa theo hắn, Tiêu Viêm đã sử dụng đấu đế chi thân. Cơ thể Tiêu Viêm đã trở thành một người lửa cao mấy trăm mét. Trên tay Tiêu Viêm cầm cây kiếm thiên hỏa hằng cổ xích đập vào cơ thể con ma thú đầu đế 4 sao. Cương thứ dùng móng vuốt đã đỡ lấy cây kiếm của Tiêu Viêm, làm cho Tiêu Viêm lùi về phía sau. Tiêu Viêm đã sử dụng ý giai độc kỹ viêm bạo liệt chảm xích. Cây kiếm hằng cổ xích đã phát ra lửa dung nham chém một năng lượng vào con ma thú đầu đế 4 sao. Con ma thú đầu đế 4 sao dùng đuôi vụt vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã phọt máu mồm trên ngã xuống mặt đất ngất luôn. Đổi lại trên người con ma thú đầu đế 4 sao ăn xong nhát chém của Tiêu Viêm cũng chảy máu. Lúc này Trầm lão bên trong tử thần hư linh tháp, ông quyết định đi ra ngoài cứu Tiêu Viêm. Thì ở túi quần Tiêu Viêm một luồng ánh sáng u tuyệt minh linh quỷ linh đã xuất hiện. Nó đã tạo ra một năng lượng, khiến rất nhiều ma thú đã bị nổ chết hết. Do đó con ma thú đầu đế 4 sao sợ quá quay đầu bỏ chạy. Nhưng u tuyệt minh linh xếp hạng thứ 5 trong bảng xếp hạng quỷ linh, nó đã tạo ra năng lượng chặt đầu con ma thú đầu đế 4 sao. Sau đó U Tuyệt Minh Linh đã quay trở lại túi quần Tiêu Viêm. Trải qua một thời gian Tiêu Viêm tỉnh lại, hắn thấy con ma thú đầu đế 4 sao đã chết. Trầm lão truyền âm với Tiêu Viêm là quỷ linh xếp hạng thứ 5 đã cứu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sờ vào túi quần cảm ơn quỷ linh. Hiện tại Tiêu Viêm chạy đến chỗ cất Tiêu Kỳ. Hắn đã cho Tiêu Kỳ ăn một viên thuốc chữa thương. Trầm lão truyền âm Tiêu Viêm đi lấy viên ma hạch đầu đế cấp 4. Do đó Tiêu Viêm di chuyển đến chỗ con ma thú đầu đế 4 sao. Hắn dùng cây kiếm thiên hỏa hằng cổ xích chém nát đầu con ma thú. Và Tiêu Viêm đã lấy được viên ma hạch. Hắn cất cây xác ma thú cất vào trên nhẫn đeo trên tay để làm thực phẩm sau này. Trầm lão đề nghị Tiêu Viêm hãy hấp thu viên ma hạch cấp 4. Nên Tiêu Viêm đã hấp thu viên ma hạch cấp 4 luôn. Khi trong người Tiêu Viêm có máu ma tộc mới làm được điều này. Sau khi Tiêu Viêm hấp thu xong viên ma hạch cấp 4, Tiêu Viêm đã đột phá lên đầu đế 2 sao trung kỳ sơ cấp. Hắn đã đi đến chỗ Tiêu Kỳ vừa tỉnh lại. Tiêu Kỳ hỏi chuyện Tiêu Viêm giết được con ma thú đầu đế 4 sao. Tiêu Viêm cũng đồng ý giết được con ma thú. Tiêu Viêm đề nghị Tiêu Kỳ nghỉ ngơi đi, khi bạo loạn ma thú đã kết thúc. Khi nào cô nghỉ ngơi xong lên đường đi đến vùng đất đế Nguyên Châu. Tiêu Kỳ nghe vậy muốn cùng Tiêu Viêm lên đường luôn. Nên Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ đã di chuyển đi đến vùng đất đế Nguyên Châu. Trở lại với 5 người áo đen đã di chuyển vào núi Thiên Ma tìm Tiêu Viêm. Cảm ơn anh em đã xem hết video.